quê hương bỏ lại. Rồi sau đó quý vị nào nói là có bằng thưởng đàng hoàng nha. Chúc quý vị một buổi chiều chủ nhật thật vui vẻ và nhớ lúc nào cũng ủng hộ cho nhóm Sóc Trăng. Năm này và năm sau chúng ta sẽ gặp lại ở đây. Xin quý vị ủng hộ cho nhóm Sóc Trăng một lần nữa. Thank you.